sự chuẩn bị của chúng tôi, đánh giá là rất là tốt, đã sẵn sàng để chuẩn bị thi đấu trận đầu tiên của mùa giải mới. Muốn đạt được cái mục tiêu thì chúng tôi phải có sự thay đổi tích cực hơn mùa giải năm ngoái về thể lực cũng như là lối chơi để đạt được cái mục tiêu của lãnh đạo đề ra. Năm nay chúng tôi đưa về 10 cầu thủ. Theo đánh giá của tôi thì đây là cầu thủ cũng rất là chất lượng. Nó làm cho đội hình của chúng tôi dày hơn. Hiện tại là mỗi một vị trí là chúng tôi đều có từ 2 đến 3 cầu thủ. Do vậy về lực lượng thì tôi rất ưng ý ở mùa giải năm nay. Với Son thì không những bạn ấy mùa giải năm ngoái bạn ấy thi đấu tốt, còn những mùa giải trước ấy bạn đã thi đấu tốt rồi. Và tôi đánh giá đây là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam bây giờ. Do vậy là khi có Son trong đội hình thì sức mạnh hàng công của chúng tôi mạnh lên rất là nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu từng trận và mỗi một trận đấu chúng tôi sẽ đều quyết tâm giành chiến thắng. Với chúng tôi mùa giải năm nay thì năm ngoái chúng tôi đạt cái thứ hạng vị trí thứ 5. Do vậy là ở mùa giải năm nay thì mục tiêu của chúng tôi là sẽ đạt được vị trí cao hơn vị trí năm ngoái.